Ngôi sao hài đăng lên. Giới thiệu Minh Dư, một tài năng trẻ đang làm mưa, làm gió trong làng hài Việt Nam. Minh Dư, cái tên đã trở nên quen thuộc với tiếng cười ở Việt Nam. Anh không chỉ là một diễn viên hài, mà còn là một nghệ sĩ đa tài, luôn biết cách làm mới mình và mang đến những tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Chàng trai tài năng này đã gây bão làng giải trí bằng sự thông minh, dí dỏm và lời châm biếm cục gắt. Minh Dự không ngại thử thách bản thân với những vai diễn đa dạng, từ hài hước đến cảm động, luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Anh được mệnh danh là Thánh Chửi của Showbiz Việt, một biệt danh thể hiện sự sắc bén và khả năng châm biếm độc đáo của anh. Minh Dự luôn biết cách biến những điều bình thường thành những câu chuyện hài hước, khiến khán giả không thể nhịn cười. Hành trình của Minh Dự là cả một sự cống hiến và đam mê. Anh không ngừng học hỏi và phát triển bản thân, luôn tìm kiếm những cơ hội mới để thể hiện tài năng của mình. Từ những ngày đầu khó khăn, Minh Dự đã không ngừng nỗ lực để đạt được thành công như ngày hôm nay. Từ những bước chân đầu tiên đầy khó khăn, anh đã vươn lên trở thành cái tên quen thuộc với mọi nhà. Minh Dự đã trải qua nhiều thử thách và gian nan, nhưng với sự kiên trì và đam mê, anh đã chứng minh được tài năng của mình và chiếm trọn trái tim khán giả. Lời diễn hài độc đáo, sử dụng ngôn từ linh hoạt và những quan sát hài hước về cuộc sống đời thường đã giúp anh chiếm trọn trái tim khán giả trên khắp cả nước. Minh Dự luôn biết cách biến những điều giản dị trong cuộc sống thành những câu chuyện hài hước, mang lại tiếng cười cho mọi người. Hài của Minh Dự không chỉ là để chọc cười, mà còn là để kết nối với khán giả ở một mức độ sâu sắc hơn. Anh luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc xúc động, khiến khán giả không chỉ cười mà còn cảm nhận được những thông điệp ý nghĩa từ những câu chuyện của anh. Anh dùng tiếng cười để phản ánh các vấn đề xã hội, châm biếm những điều thường nhật và trên hết là lan tỏa niềm vui. Minh Dự không ngại đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, luôn biết cách sử dụng tiếng cười để truyền tải những thông điệp sâu sắc và ý nghĩa. Dù là trên sân khấu, truyền hình hay mạng xã hội, nguồn năng lượng tích cực và tài năng của Minh Dự luôn tỏa sáng. Anh luôn biết cách làm mọi mình và mang đến những tiếng cười sảng khoái cho khán giả, dù ở bất kỳ đâu. Anh là một viên ngọc quý của làng hài, được yêu mến và ngưỡng mộ bởi nhiều thế hệ khán giả. Minh Dự không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, mà còn là một người bạn đồng hành, luôn biết cách chia sẻ niềm vui và tiếng cười với mọi người. Từ sân khấu đại học đến sóng truyền hình quốc gia, hành trình của Minh Dự là một nguồn cảm hứng cho thấy rằng với tài năng, sự chăm chỉ và một chút hài hước, mọi thứ đều có thể. Anh đã chứng minh rằng dù xuất phát điểm có khó khăn đến đâu, chỉ cần có đam mê và nỗ lực, thành công sẽ đến. Anh là minh chứng cho sức mạnh của tiếng cười và khả năng kết nối mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Minh Dự đã và đang tiếp tục mang lại niềm vui và tiếng cười cho khán giả, khẳng định vị thế của mình trong làng hài Việt Nam. Từ sân khấu đại học đến sóng truyền hình quốc gia, hành trình của Minh Dự là một câu chuyện đầy cảm hứng. Thách thức danh hài và hơn thế nữa, Minh Dự đã chứng minh rằng tài năng và sự nỗ lực không bao giờ là vô ích. Hành trình hài của Minh Dự đã bắt đầu từ rất lâu trước khi anh được biết đến trên sóng truyền hình. Anh đã có những bước đi đầu tiên trên các sân khấu nhỏ, nơi anh có thể tự do thể hiện và phát triển phong cách riêng của mình. Anh trau dồi kỹ năng trên các sân khấu đại học, biểu diễn cho bạn bè và khám phá niềm đam mê mang lại tiếng cười cho mọi người. Những buổi biểu diễn này không chỉ là cơ hội để anh thử nghiệm, mà còn là nơi anh học hỏi từ những phản hồi của khán giả. Chính những trải nghiệm đầu đời này đã đặt nền móng cho thành công của anh sau này. Những giờ phút luyện tập không ngừng nghỉ, những lần thất bại và đứng dậy đã giúp anh trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Khoảnh khắc đột phá của Minh Dự đến với chương trình Hài Ăn Khách, Thách Thức Danh Hài.
Đây là nơi anh có cơ hội thể hiện tài năng của mình trước một lượng khán giả rộng lớn hơn. Sự thông minh, dí dỏm và khả năng ứng biến tài tình của anh đã chinh phục cả giám khảo lẫn khán giả. Những màn trình diễn của anh không chỉ mang lại tiếng cười mà còn để lại ấn tượng sâu sắc. Anh nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích. Những màn trình diễn của anh lan truyền chóng mặt và khẳng định vị thế ngôi sao đang lên của mình. Sự nổi tiếng của anh không chỉ giới hạn trong chương trình mà còn lan rộng ra khắp nơi. Thách thức danh hài chỉ là bước khởi đầu. Thành công trong chương trình đã mở ra cho anh nhiều cơ hội mới. Từ việc xuất hiện trên các chương trình truyền hình khác đến việc tham gia vào các dự án lớn hơn. Thành công của Minh Dự trong chương trình đã mở ra cho anh nhiều cơ hội mới. Anh không chỉ dừng lại ở đó mà còn tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình bằng cách tham gia vào nhiều dự án khác nhau. Anh trở thành một nghệ sĩ được săn đón, xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình và game show hài. Sự hiện diện của anh trên các phương tiện truyền thông ngày càng nhiều khẳng định vị thế của một ngôi sao hài hàng đầu. Sự nổi tiếng của anh tăng vọt khi anh tiếp tục chinh phục khán giả bằng phong cách hài độc đáo của mình. Minh Dự không ngừng đổi mới và sáng tạo, mang đến cho khán giả những trải nghiệm hài hước mới mẻ và thú vị. Từ những sân khấu đại học nhỏ bé đến ánh đèn sân khấu quốc gia, hành trình của Minh Dự là minh chứng cho tài năng và sự chăm chỉ của anh. Anh đã vượt qua nhiều thử thách và khó khăn để đạt được thành công như ngày hôm nay. Anh nắm bắt mọi cơ hội, không ngừng thử thách bản thân và phát triển phong cách của mình. Minh Dự luôn tìm kiếm những cách mới để làm mới bản thân và mang lại tiếng cười cho khán giả. Câu chuyện của anh là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ trẻ, chứng minh rằng với niềm đam mê và sự kiên trì, ước mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Minh Dự không chỉ là một nghệ sĩ hài mà còn là một người thầy, một người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Không chỉ đơn thuần là chửi, nghệ thuật chui văn thơ. Đây là một loại hình nghệ thuật độc đáo, đòi hỏi sự tinh tế và hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ và văn hóa. Phong cách hài của Minh Dự là sự pha trộn độc đáo giữa trí thông minh, sự hiểu biết và văn hóa. Anh không chỉ làm khán giả cười, mà còn khiến họ suy ngẫm về những vấn đề xã hội. Anh là bậc thầy của chui văn thơ, một loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam. Minh Dự đã biến những lời chửi trở thành một hình thức nghệ thuật, nơi mà mỗi câu chữ đều mang một ý nghĩa sâu sắc. Loại hình này đòi hỏi người nghệ sĩ phải am hiểu sâu sắc về ngôn ngữ, nhịp điệu và văn hóa. Minh Dự không chỉ là một diễn viên hài, mà còn là một nhà văn hóa, một người kể chuyện tài ba. Khác với những lời lăng mạ đơn thuần, chui văn thơ, sử dụng lời chơi chữ tài tình, ẩn dụ và điển tích lịch sử để tạo nên những câu châm biếm hài hước. Minh Dự đã khéo léo kết hợp những yếu tố này để tạo nên những màn trình diễn đầy sáng tạo. Minh Dự rất thành công trong loại hình nghệ thuật này. Anh xây dựng những màn chui của mình một cách sáng tạo và tinh tế. Mỗi lần anh xuất hiện trên sân khấu, khán giả đều mong chờ những câu chửi đầy ý nghĩa và hài hước. Anh pha trò mà không hề phản cảm, châm biếm, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và duyên dáng. Minh Dự đã chứng minh rằng nghệ thuật chửi có thể mang lại tiếng cười mà không cần phải thô tục. Chui văn thơ của Minh Dự không chỉ để gây cười mà còn là để phản ánh xã hội. Anh sử dụng những câu chửi để nói lên những bất công, những vấn đề nhức nhối trong xã hội. Anh sử dụng loại hình nghệ thuật này để đề cập đến các vấn đề xã hội, thách thức những định kiến và khơi gợi những cuộc trò chuyện. Minh Dự đã biến sân khấu thành nơi để mọi người cùng nhau suy ngẫm và thảo luận. Thông qua sự hài hước, Minh Dự khuyến khích khán giả suy nghĩ, phản biện về thế giới xung quanh. Anh đã tạo ra một không gian nơi mà tiếng cười và suy ngẫm cùng tồn tại. Sự tài tình của Minh Dự trong chui văn thơ đã tạo nên nét riêng cho anh trong làng hài Việt. Anh không chỉ là một nghệ sĩ hài, mà còn là một người truyền cảm hứng, một người dẫn dắt khán giả đến với những suy nghĩ sâu sắc hơn. Anh đã nâng tầm loại hình nghệ thuật truyền thống này, khiến nó trở nên gần gũi và phù hợp với khán giả hiện đại. Minh Dự đã chứng minh rằng